Chào mừng quý khách đến với video cập nhật tin tức dịch bệnh COVID-19 của Canada và tỉnh bang Ontario. Tin thứ nhất, biên giới Canada, Mỹ tiếp tục đóng cửa tới ngày 21 tháng 6 năm 2020. Canada và Mỹ đã thỏa thuận hồi tháng 3 về việc tạm thời đóng cửa biên giới với giao thông không thiết yếu, nghĩa là cấm qua lại vì mục đích thăm viếng, giải trí, trong khi vẫn mở cho giao thương hàng hóa và cho người lao động thiết yếu qua lại để làm việc. Thủ tướng Canada ông Trudeau nói rằng các tỉnh bang đã bày tỏ nguyện vọng rõ ràng muốn đóng cửa biên giới vì nguy cơ dịch bệnh COVID-19 từ Mỹ tràn qua. Ông nói Mỹ hoàn toàn đồng ý việc gia hạn đóng cửa biên giới. Tin thứ hai, tiền sữa cho trẻ em Canada sẽ được tăng trong mùa hè năm nay. Chính phủ liên bang sẽ tiếp tục mức tăng hàng năm cho phúc lợi trẻ em Canada vào tháng 7 năm nay. Ngoài mức bổ sung phúc lợi trẻ em Canada một lần được công bố hồi đầu tháng 5 năm 2020 để giúp các gia đình đương đầu với khó khăn tài chính do dịch bệnh COVID-19. Mỗi mùa hè, trong 3 năm qua, chúng tôi đã tăng phúc lợi trẻ em để giúp theo kịp chi phí sinh hoạt. Mùa hè năm nay cũng vậy. Ông Thủ tướng Justin Trudeau nói tại cuộc họp báo hàng ngày hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2020. Mức tăng hàng năm nhằm để điều chỉnh theo lạm phát sẽ đưa mức phúc lợi tối đa mới hàng năm lên tới 6.765 đồng cho mỗi trẻ em dưới 6 tuổi và 5.708 cho mỗi trẻ em từ 6 cho đến 17 tuổi. Tin liên quan đến việc học của các em. Hôm thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2020, chính quyền tỉnh bang Ontario nói rằng học sinh sẽ tiếp tục học trên mạng trong thời gian còn lại của niên khóa 2019 và 2020. Các trường công lập ở tỉnh bang sẽ không mở cửa trở lại vào tháng 6 và sẽ đóng cửa cho tới tháng 9 do đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Giáo dục cho biết vào khoảng tháng 6 ông sẽ công bố kế hoạch mở lại trường học vào tháng 9 năm nay. Ông cảnh báo trường học sẽ khác hẳn khi học sinh đi học trở lại trong niên khóa 2020 và 2021. Cuối cùng, cập nhật tin tức dịch bệnh COVID-19 của Canada và tỉnh bang Ontario. Tính đến 9 giờ sáng ngày 20 tháng 5 năm 2020, Canada có 79.112 ca lây nhiễm. Số người được bình phục là 40.050, số ca tử vong lên đến 5.912. Tỉnh bang Ontario đã có 23.384 ca xác chẩn COVID-19. Số người được bình phục là 17.898 và 1.919 ca tử vong. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà, thành đồ, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416 804 5111. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.